Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin sáng của Hành Trình Tương Lai thứ 6 ngày 23 tháng 9. Bản tin ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm thành phố chìm nhanh nhất thế giới. Bắt tạm giam Phó Chủ tịch thành phố Điện Biên Phủ. Nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Bình Dương vì muốn đi tù. Thành phố Hồ Chí Minh rà soát kiểm tra khẩn sau vụ rau Trung Quốc đội lốt Vietgas. Vì sao EVN lỗ 16.600 tỷ đồng, liệu có tăng giá điện? Đình chỉ cô giáo mầm non lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh. Bốn con trai bị kết án do bắt chói cha ruột, ép đưa sổ đỏ. Cửa hàng đồng loạt treo bảng hết xăng, người dân đảo Phú Quý lo ngại. Phần lớn AirPods sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Đào trộm 8 giếng để lấy nước tưới cỏ sân golf, FLC bị truy thu tiền. Một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tờ Straits Times cho thấy các thành phố ven biển ở Đông Nam Á đang lún với tốc độ nhanh nhất thế giới. Cụ thể, ảnh vệ tinh 48 thành phố ven biển toàn cầu giai đoạn 2014-2020 cho thấy tốc độ sụt lún trung bình là 16,2 mm mỗi năm. Một số thành phố thậm chí lún xuống tới 43 mm mỗi năm. Trong khi đó, nước biển dâng với tốc độ 3,7 mm mỗi năm. Tại Đông Nam Á, thành phố Hồ Chí Minh đang lún xuống với tốc độ 16,2 mm mỗi năm, gấp khoảng 4 lần so với Jakarta của Indonesia. Theo bà Cherry Tay, một tác giả của nghiên cứu, khai thác nước ngầm là nguyên nhân hàng đầu của tình trạng này. Đồng thời, việc quá nhiều tòa nhà cao tầng tập trung tại khu vực có nền đất yếu cũng làm trầm trọng thêm tình trạng sụt lún. Các thành phố ven biển Đông Nam Á đang là trung tâm quá trình đô thị hóa. Dân số tăng dẫn tới nhu cầu khai thác nước ngầm. Điều này hiện tượng đất nền sụt lún diễn ra nhanh hơn. Cùng với hiện tượng mưa lớn cực đoan, nước biển dâng do biến đổi khí hậu, hiện tượng sụt lún đất có thể dẫn đến tình trạng ngập lụt xảy ra thường xuyên, trầm trọng và kéo dài hơn trong những năm tới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm chuyên gia phát hiện rằng nếu tốc độ sụt lún này tiếp tục duy trì, khoảng 20 km2 diện tích thành phố có thể chìm dưới mực nước biển vào năm 2030. Theo các chuyên gia, nếu không có giải pháp quyết liệt, thành phố sẽ có nguy cơ chìm dưới mực nước biển trong tương lai gần. Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch thành phố Điện Biên Phủ về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Liên quan đến vụ án này, trước đó công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can về cùng tội danh. Nhóm này bao gồm Phạm Trung Kiên, Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ, Trần Xuân Mạnh, công chức phòng tài chính kế hoạch thành phố Điện Biên Phủ và Bùi Mạnh Cường, công chức phòng tài nguyên và môi trường thành phố Điện Biên Phủ. Quá trình điều tra, công an xác định các bị can nêu trên được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 31 và 66 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên. Các bị can biết rõ các quy định pháp luật nhưng vẫn thẩm định và trình đề nghị không đảm bảo về quy trình, thiếu tài liệu chứng minh, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An cho biết đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1994, quê ở Hà Tĩnh để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Theo lời khai ban đầu, tối ngày 20 tháng 9, Sơn có ý định muốn tự sát nhưng sợ nên tiếp tục đi bộ. Đi đến gần tiệm vàng Kim Huyền, nghi phạm nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để bị bắt đi tù. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Sơn nhặt cục bê tông bên đường chạy vào tiệm vàng, đập nhiều phát vào tủ kính, sau đó lấy vàng ném ra ngoài đường. Khi chủ tiệm vàng truy hô, Sơn không bỏ chạy mà ra đường rồi ngồi ngay cửa tiệm vàng. Sau đó, chủ tiệm vàng và người dân xung quanh đã bắt giữ Sơn và giao cho lực lượng công an. Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo. Lực lượng công an đã đưa thanh niên này về trụ sở điều tra làm việc. Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tài sản bị chiếm đoạt là 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc chưa tìm được. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Sau thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều người dân phải trả giá cao để mua rau an toàn và đạt chuẩn Vietgas tại các siêu thị, nhưng thực tế đây lại là rau Trung Quốc đội lốt Vietgas. Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký công văn khẩn yêu cầu các đội quản lý thị trường trên địa bàn rà soát, xử lý các hành vi kinh doanh rau củ quả không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Cục trưởng Cục Trồng trọt vừa yêu cầu 12 đơn vị cấp giấy Vietgas báo cáo lại quá trình hoạt động cấp phép của mình. Đây là nơi mà theo nhóm phóng viên điều tra được,
cán bộ thông báo là có cấp chứng nhận đánh giá online cho nhanh. Chỉ cần gửi mẫu đất, nước, rau của vườn tới văn phòng, chứ đơn vị không cử nhân viên đến vườn vì mất thời gian xử lý. Trước đó, phóng sự của báo Tuổi Trẻ phản ánh công ty cổ phần sản xuất thương mại Đông A thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhập nấm có xuất xứ từ Trung Quốc về xé bỏ bao bì, gắn mác VietGAP rồi phân phối tại hệ thống Bách Hóa Xanh. Hay một cơ sở sơ chế rau đặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viager tại phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phù phép rau từ chợ đầu mối thành rau sạch Đà Lạt chuẩn VietGAP. Những sản phẩm này sau đó được dán nhãn của công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Trình Nhi và đưa đến tiêu thụ tại một số cửa hàng thuộc WinCommerce, Ba Sạch và Tiki Ngon. Báo Lao Động đưa tin, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với kết quả lỗ sau thuế hợp nhất là 16.586 tỷ đồng. Sau 5 năm, đây là lần đầu EVN ghi nhận mức lợi nhuận thua lỗ. Đại diện EVN cho biết, nguyên nhân gây ra mức lỗ này phần lớn là do giá nhiên liệu tăng đột biến, đặc biệt là giá than, thời đỉnh điểm những tháng đầu năm, cao gấp 5 lần so với giá những năm trước và hiện đang ở mức cao gấp 3 lần. Theo đại diện EVN, với mức lỗ hiện nay, trong ngắn hạn sẽ chưa ảnh hưởng ngay. Tuy nhiên, về lâu dài, tài chính không ổn định thì các tổ chức cho vay sẽ đánh giá tiêu cực. Theo tính toán của EVN, giá bán lẻ điện bình quân năm 2022 lên mức 1.915 đồng 1 kW. Mức này cao hơn 2,74% so với giá bán lẻ điện bình quân đã áp dụng từ năm 2019 là 1.844 đồng 1 kW. Tuy nhiên, để phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là sau quá trình phục hồi do đại dịch COVID-19, EVN cam kết năm 2022 sẽ không tăng giá điện. Ở các năm sau, nếu giá đầu vào tiếp tục tăng cao, có thể sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân. Mới đây, bà Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng trường mầm non chất lượng cao Kỳ Bá, Valley Dream 2, thành phố Thái Bình cho biết đã đình chỉ nữ giáo viên liên quan đến việc dùng vật nhọn đâm vào trẻ. Cô giáo này tạm thời dừng đứng lớp cho đến khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Đồng thời, nhà trường đã cung cấp toàn bộ hình ảnh của camera lớp học cùng tài liệu liên quan cho cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, vào tối ngày 20 tháng 9, một số diễn đàn trên mạng xã hội xôn xao vụ việc. Một số cháu đang học tại trường mầm non chất lượng cao Kỳ Bá, Valley Dream 2, nghi bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người. Mặt khác, một số phụ huynh có con đang học tại trường đã trình báo cơ quan công an sau khi họ phát hiện trên người các cháu có những vết đâm nhỏ giống như bị kim hoặc gai đâm. Hiện cơ quan công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra vụ việc. Theo thông tin từ cuộc họp phụ huynh, sự việc xảy ra ở lớp Sunny 1 có 25 cháu học sinh. Lớp này có 3 cô giáo mầm non. Bước đầu, cô giáo này thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường để châm vào tay một số bé. Theo báo Pháp Luật, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa đưa các bị cáo là 4 anh em ruột cùng ngụ tại thành phố Phan Thiết ra xét xử về tội bắt giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, ông H, 70 tuổi, năm 2020 đã ly hôn vợ là mẹ của 4 bị cáo này. Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2021, các bị cáo tập trung tại tiệm hớt tóc do một người con làm chủ trên đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, rồi gọi điện thoại cho ông H để xin tiền. Tại đây, 4 người con trai khuyên ngăn cha đừng làm ăn chung với một phụ nữ tên là S vì cho rằng bà S sẽ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cha. Ông H không đồng ý và chửi mắng các con rồi quay lưng ra về. Sợ cha bị người phụ nữ khác lừa, 4 anh em bắt trói cha, đưa về nhà trọ, yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giữ giùm. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền tự do thân thể của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, 4 bị cáo đều phạm tội lần đầu, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Ông H cũng không yêu cầu các bị cáo bồi thường về mặt dân sự. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo 7 tháng tù, 1 bị cáo 6 tháng tù. Báo VN Express đưa tin, từ 2 ngày qua, tất cả các cửa hàng xăng dầu trên huyện đảo Phú Quý đều hết sạch xăng. Người dân ở đây không thể mua nhiên liệu thiết yếu. Theo Phòng Kinh tế huyện Phú Quý, trên địa bàn có 3 cửa hàng xăng dầu, gồm 2 cửa hàng ở xã Tam Thanh và 1 ở xã Long Hải. Qua kiểm tra, các cây xăng này đều đã treo bảng hết xăng và các kho dự trữ đều không còn. Các cửa hàng xăng dầu cho biết đang liên hệ với phương tiện vận tải để vào đất liền vận chuyển xăng, dự kiến sẽ có nguồn cung trở lại sau 2 ngày. Thời gian qua, khi giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng, nhiều cửa hàng ở các địa phương ngừng bán do hụt nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, thua lỗ. Một số cây xăng ở Bình Phước, Lâm Đồng bị xử phạt vì bán nhỏ giọt, cố tình găm hàng để chờ điều chỉnh giá.
Theo quy định hiện nay, cửa hàng xăng dầu ngừng hoặc giảm bán hàng mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước biết bị phạt 10 đến 20 triệu đồng. Tại một diễn biến khác, Bộ Công Thương vừa có đề nghị báo chí hạn chế đưa tin dự báo giá xăng dầu để tránh hiện tượng đầu cơ găm hàng gây nhiễu loạn thị trường trước khi có thông tin điều hành chính thức từ cơ quan điều hành là Liên Bộ Công Thương Tài chính. Bộ này cho rằng một số thông tin phản ánh trên báo chí về việc có hiện tượng gián đoạn nguồn cung cục bộ, doanh nghiệp không có nguồn hàng để duy trì bán lẻ nên phải tạm ngừng kinh doanh gây ảnh hưởng lớn đến thị trường nguồn cung. Bộ Công Thương cũng đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp có liên quan thể hiện rõ quan điểm không đồng tình với những dư luận, thông tin không chính xác, gây nhiễu loạn xã hội. Đề nghị Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và thương nhân đầu mối kinh doanh, thương nhân phân phối cùng chia sẻ quyền lợi một cách chính đáng để có tỷ lệ chiết khấu hợp lý với các đơn vị trong hệ thống phân phối. Theo báo cáo của JP Morgan, Việt Nam và Ấn Độ sẽ chịu trách nhiệm sản xuất phần lớn sản phẩm Apple trong tầm nhìn tới năm 2025. Apple đã bắt đầu lắp ráp một số thiết bị ở Ấn Độ và Việt Nam cách đây vài năm, từ từ cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong một báo cáo gửi khách hàng hôm 21 tháng 9, các nhà phân tích của JP Morgan cho biết Apple sẽ chuyển 5% sản lượng iPhone 14 toàn cầu sang Ấn Độ vào cuối năm 2022 và mở rộng năng lực sản xuất tại quốc gia này để sản xuất 25% tổng số iPhone vào năm 2025. Mặt khác, Việt Nam sẽ đóng góp 20% tổng sản lượng iPad và Apple Watch, 5% MacBook và 65% AirPods vào năm 2025. TechCrunch trích báo cáo của JP Morgan. Nếu tuyên bố này là chính xác thì đây sẽ là một sự thay đổi triệt để đối với Apple. Hiện tại chỉ khoảng 5% sản phẩm của Apple được sản xuất tại Ấn Độ, Việt Nam và các địa điểm khác, trong khi 95% sản phẩm của hãng vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, đến năm 2025, thì tổng số sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ Mỹ sản xuất tại thị trường tỷ dân sẽ giảm xuống còn 75%. Giới chức tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiến hành xác định giá trị số lợi nhuận bất hợp pháp của công ty cổ phần tập đoàn FLC sau khi đào trái phép 8 giếng khoan để lấy 547.440 mét khối nước để tưới cỏ sân golf. Trước đó, hồi năm 2018, người dân xung quanh phát hiện nguồn nước và quá trình cung cấp nước sạch có nhiều vấn đề, trong đó nước bẩn, cạn kiệt. Đối chiếu số liệu nước sạch mà công ty FLC mua của công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh thời điểm trước đó với thời điểm người dân phát hiện thấy có sự giảm lớn bất thường. Giới hữu trách điều tra và phát hiện có 5 giếng khoan được đào trái phép trong ranh giới FLC Hạ Long Bay Golf Club and Luxury Resort tại đồi cột 3, cột 8, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu công ty FLC dừng việc khai thác trên nhưng đơn vị này không dừng mà đã đào thêm 3 giếng khoan nữa, tổng là 8 giếng. Theo giới chức tỉnh Quảng Ninh, ngoài lập biên bản xử phạt hành chính thì đơn vị này đang lên phương án phối hợp với các cơ quan chức năng truy thu số lợi bất hợp pháp mà công ty FLC đã khai thác nguồn nước ngầm để sử dụng để tưới cỏ sân golf trong khi không có giấy phép. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Mắc kẹt 7 tiếng trên xe chở đi cách ly tại Trung Quốc. Người đàn ông bị bắt vì thổi kèn harmonica tưởng niệm nữ hoàng Anh. Nhiều ngân hàng Mỹ sẵn sàng rời Trung Quốc nếu Đài Loan bị xâm lược. Trung Quốc cao giọng khẳng định vai trò của Nga ở Liên Hợp Quốc, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Ông Putin huy động thêm quân, người Nga biểu tình tháo chạy. Nga-Ukraine bất ngờ trao đổi 300 tù binh, có cả thủ lĩnh tiểu đoàn Azov. Châu Âu xuất hiện vùng đói. WHO, dịch Ebola bùng phát tỷ lệ tử vong lên đến 89%. Con người để lại hơn 7 tấn rác trên sao Hỏa sau 50 năm thám hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Kênh NTD TV vừa đưa tin, cư dân mạng Trung Quốc lại một lần nữa dậy sóng vì chính sách cách ly COVID-19 hà khắc của nước này, khi mới đây nhiều người dân Tứ Xuyên đã bị mắc kẹt trong xe buýt suốt 7 giờ trên đường được chuyển đến trung tâm cách ly. Theo lời kể và video lan truyền trên mạng, họ phải mặc quần áo bảo hộ, không được ăn uống và đi vệ sinh. Trên xe còn có người già, trẻ em và không ai được phép xuống xe. Nhiều người đã đập vào trần xe, cửa sổ và hét lớn, nhưng không ai để ý. Sau khi video được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng đại lục giận dữ nói: "Thật là quá đáng, phía chính quyền chỉ có thể làm bất cứ điều gì để bề ngoài trông tốt hơn." Một số người khác chia sẻ: "Thật quá biến thái, không được ăn, không được uống, không được đi vệ sinh, chưa kể đến trẻ em và người già, thật quá đáng." Một cư dân mạng liên tưởng hình ảnh này giống như trại tập trung trong Thế chiến 2, mọi người đều là vật hy sinh của chính trị. Chính quyền địa phương đã lên tiếng xin lỗi sau khi video được chia sẻ trên mạng. Được biết, sự việc này xảy ra ngay sau vụ tai nạn xe buýt thương tâm chở người cách ly COVID-19 ở Quý Châu bị lật khiến 27 người thiệt mạng.
Kênh CNN mới đây đã đưa tin một người đàn ông đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì chơi kèn harmonica để tưởng niệm nữ hoàng Anh. Theo đó, Vương quốc Anh đã tổ chức quốc tang cho nữ hoàng Elizabeth II và các đại sứ quán Anh tại các khu vực trên thế giới cũng mở sổ tang cho người dân đến tưởng niệm nữ hoàng. Tại Hồng Kông, sau khi trời tối, bên ngoài lãnh sự quán Anh vẫn có người dân đến viếng tang nữ hoàng và đặt hoa tại đây. Vào thời gian này, một người đàn ông đã chơi các ca khúc như Quốc ca Anh và bài Nguyện Vinh Quang Quy Hồng Kông bằng kèn harmonica và bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Người đàn ông bị cáo buộc thực hiện hành vi có ý đồ kích động và hiện đang bị tạm giữ để điều tra. Sự việc đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Có cư dân mạng chỉ ra rằng, đối với chính quyền mà nói, chơi kèn harmonica thực sự là một tội nghiêm trọng. Ngược lại, cướp, xé phiếu bầu và chém người ủng hộ dân chủ thì lại là chuyện nhỏ. Tội kích động đã trở thành pháp bảo để chính quyền bắt người, tương tự như tội tìm cớ gây sự ở Trung Quốc đại lục. Có cư dân mạng than thở rằng Hồng Kông đã bước vào thời đại người chơi nhạc đều sẽ bị bỏ tù, và có lẽ đây là người duy nhất trên thế giới bị bắt vì tưởng niệm nữ hoàng Anh. Cái gọi là sức mạnh quốc gia đều là dựa vào tự thổi phồng. Chỉ một bài hát cũng đủ làm chấn động Hồng Kông. Tờ Financial Times đưa tin, mới đây CEO của 8 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã điều trần trước Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ. Ít nhất 3 CEO cam kết sẽ theo lệnh của Washington rút khỏi thị trường Trung Quốc nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo đó, khi được hỏi liệu họ có sẵn sàng rút các khoản đầu tư ra khỏi Trung Quốc nếu Đài Loan bị tấn công quân sự hay không, CEO của Bank of America, ông Brian Moynihan đã trả lời, vài chục năm qua chúng tôi vẫn hợp tác với Trung Quốc, nhưng nếu họ thay đổi lập trường thì chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức thay đổi, giống như đã làm ở Nga. Ngay sau đó, các CEO của các ngân hàng Citibank và JP Morgan Chase đều đồng ý và đưa ra cam kết tương tự. Trong 18 tháng qua, các công ty đa quốc gia đã trở nên lo ngại hơn về khả năng xảy ra xung đột ở Đài Loan khi chính quyền Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo này. Các CEO đã rất quan tâm hỏi các chuyên gia an ninh của Washington về khả năng xảy ra chiến tranh Trung-Mỹ trong vấn đề Đài Loan, qua đó tìm hiểu các biện pháp tránh rủi ro. Hãng TASS của Nga đưa tin, bên lề kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và tuyên bố rằng không ai có thể tước bỏ vai trò của Nga tại Liên Hợp Quốc vì Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Trước đó, ông Vương Nghị khẳng định mặc dù trụ sở Liên Hợp Quốc nằm trên đất Mỹ, nhưng bản thân Liên Hợp Quốc thuộc về tất cả chúng ta. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov và ông Vương đã thảo luận về các vấn đề thời sự xung quanh Ukraine, Afghanistan, bán đảo Triều Tiên, đồng thời cáo buộc Washington khiêu khích và phá hoại quan hệ ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Tại một diễn biến khác, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có bài phát biểu nêu bật chính sách và quan điểm của Mỹ về một số vấn đề lớn hiện nay. Theo đó, về quan điểm với Trung Quốc, ông nói, hãy để tôi thẳng thắn về sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khi chúng tôi quản lý các xu hướng địa chính trị đang thay đổi. Mỹ sẽ tự ứng xử như một nhà lãnh đạo lý trí. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington sẽ không kêu gọi các nước lựa chọn giữa Washington và các đối tác khác dù Mỹ quyết tâm thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới tự do, cởi mở, an toàn và thịnh vượng. Tờ The New York Times đưa tin, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ban hành sắc lệnh động viên một phần lực lượng quân đội dự bị, huy động thêm 300.000 quân cho cuộc chiến tại Ukraine, một phong trào biểu tình phản đối chiến tranh đã nổ ra trên khắp nước Nga. Cụ thể, OVD Info, tổ chức nhân quyền độc lập của Nga cho hay, hơn 1.200 người Nga từ 38 thành phố nước này đã bị giam giữ vì biểu tình phản đối lệnh động viên của ông Putin. Được biết, sau sắc lệnh trên, tại Moscow, hàng trăm người đã tập trung trên phố đi bộ Old Arbat. Họ hô lớn, đưa Putin xuống chiến nào, và hãy để con cái chúng ta được sống. Cảnh sát chống bạo động sau đó đã kéo mọi người đi. Khi được hỏi liệu việc phản đối có giúp ích được gì không, một người từ chối nêu tên cho biết, sẽ không ích gì, nhưng tôi có nghĩa vụ công dân là phải bày tỏ lập trường của mình, nói không với chiến tranh. Đồng thời, phong trào phản chiến Vesna cũng tuyên bố, chúng tôi kêu gọi quân đội Nga trong các đơn vị và tiền tuyến từ chối tham gia vào chiến dịch đặc biệt hoặc đầu hàng càng sớm càng tốt. Các bạn không cần phải chết vì Putin. Tuyên bố tiếp tục, đối với các nhà chức trách, các bạn chỉ là bia đỡ đạn. Hàng nghìn người đàn ông Nga, những người cha, người anh em và người chồng của chúng ta sẽ bị ném vào cối xay thịt của cuộc chiến. Họ sẽ chết vì điều gì? Những bà mẹ và những đứa trẻ sẽ khóc vì điều gì? Theo OVD Info, các cuộc biểu tình đang bị hình sự hóa ở Nga
nơi mà trước tuần này gần 16.500 người đã bị giam giữ vì hoạt động phản chiến. Được biết, phong trào phản đối trên là cuộc biểu tình phản chiến đầu tiên trên toàn nước Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2. Trong một diễn biến khác, cách rời khỏi nước Nga đã trở thành xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên Google sau khi ông Putin ký sắc lệnh điều động quân sự trên. Đồng thời, vé máy bay một chiều ra khỏi Nga đã tăng giá cao và bán hết rất nhanh. Dữ liệu của Aviasales cho thấy các chuyến bay thẳng từ Moscow đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ và Yerevan ở Armenia, cả hai điểm đến cho phép người Nga nhập cảnh mà không cần thị thực, đã bán hết vé vào thứ Tư. Hiện tuyên bố của Tổng thống Putin được cho là đã làm dấy lên lo ngại rằng một số nam giới trong độ tuổi chiến đấu ở Nga sẽ không được phép rời khỏi đất nước. Hãng Reuters đưa tin, Nga và Ukraine vừa tiến hành đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ khi chiến sự nổ ra, với gần 300 người được trao đổi, trong đó có 10 binh sĩ nước ngoài và thủ lĩnh tiểu đoàn Azov tham gia chiến đấu ở thành phố Mariupol, Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận cuộc trao đổi giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ cùng Ả Rập Saudi làm trung gian. Nhóm 10 binh sĩ nước ngoài có 3 người từng bị tòa án tại vùng Donbass kết án tử hình hồi tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, Nga cũng đồng ý thả 215 người Ukraine khác, phần lớn trong số họ là các binh sĩ bị bắt giữ trong các trận giao tranh ở thành phố Mariupol cách đây vài tháng. Tổng thống Ukraine cho biết, trong số các binh sĩ được thả có 5 người là thủ lĩnh tiểu đoàn Azov từng tham gia chiến đấu ở Mariupol. Theo thỏa thuận, họ sẽ phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ đến khi nào chiến sự kết thúc mà không được trở về Ukraine. Reuters thông tin, các thủ lĩnh tiểu đoàn Azov được thả gồm chỉ huy cao nhất của nhóm là ông Denis Prokopenko cùng cấp phó Sviatoslav Brama. Việc Nga thả các thủ lĩnh tiểu đoàn trên được mô tả là động thái thiện chí bất ngờ bởi Moscow coi nhóm vũ trang này là tổ chức khủng bố. Đổi lại, Ukraine đã bàn giao cho Nga 55 người, bao gồm ông Viktor Medvedchuk, một nhà tài phiệt Ukraine có quan hệ gần gũi với Moscow. Mới đây, một thông báo đăng trên ấn phẩm Advance cho biết tình trạng lạm phát đang tiếp tục gia tăng ở châu Âu, khiến giá bánh mì đắt lên gần 20%. Các nước EU nghèo nhất đang đối diện với nguy cơ bị đói. Cụ thể, giá bánh mì tại Liên minh châu Âu trong tháng 8 vừa qua đã tăng 18% so với năm ngoái. Đây là mức tăng giá kỷ lục kể từ tháng 12 năm 2017, khi cơ quan thống kê châu Âu Eurostat lần đầu tiên công bố dữ liệu về thông số này. Hiện theo thống kê, dữ liệu tăng giá có sự khác biệt đáng kể ở các nước khác nhau. Chẳng hạn như ở Pháp, bánh mì đã tăng giá 8%, ở Hà Lan và Luxembourg tăng 10%, ở Litva, Latvia, Estonia, Ba Lan, Croatia, Slovakia giá tăng khoảng 1/3. Tồi tệ nhất là tình hình ở Hungary, giá bánh mì tăng đến 66% trong bối cảnh nước này bị hạn hán nghiêm trọng. Được biết, các nước phương Tây đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát gia tăng do áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow và chính sách từ bỏ nhiên liệu của Nga. Do giá nhiên liệu tăng chủ yếu là khí đốt, ngành công nghiệp ở phương Tây đã mất đi phần lớn lợi thế cạnh tranh. Điều này cũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây công bố dịch bệnh do virus Ebola gây ra đang bùng phát tại Uganda. Trước đó, trong tài khoản Twitter, Bộ Y tế Uganda cho biết một ca mắc bệnh Ebola đã được xác nhận tại khu vực Mbede ở miền trung nước này. Bệnh nhân là một thanh niên 24 tuổi, có triệu chứng mắc bệnh và sau đó đã tử vong. Văn phòng WHO tại châu Phi thông báo ca bệnh trên do chủng virus Ebola Sudan tương đối hiếm gặp gây ra. Các bệnh này được phát hiện sau khi cơ quan y tế Uganda điều tra 6 trường hợp tử vong nghi nhiễm Ebola trong tháng 9 này. Theo WHO, hiện có 8 ca nghi nhiễm Ebola đang được điều trị. Được biết, virus Ebola rất dễ lây lan và gây ra nhiều triệu chứng bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân và trong nhiều trường hợp xuất huyết trong và ngoài cơ thể. Các đợt dịch bùng phát thường xuyên xảy ra ở lục địa châu Phi. Theo WHO, tỷ lệ tử vong do mắc Ebola là từ 50 đến 89%, tùy thuộc vào phân nhóm virus. Hiện nay chưa có một phương pháp đặc trưng nào có khả năng điều trị căn bệnh nguy hiểm này. Truyền thông quốc tế đưa tin, con người đã khám phá bề mặt sao hỏa trong hơn 50 năm qua và để lại trên sao hỏa khoảng 7 tấn rác. Cụ thể, Văn phòng Liên Hợp Quốc về các vấn đề ngoài không gian cho hay, trong 50 năm, các quốc gia đã gửi 18 vật thể nhân tạo lên sao hỏa trong 14 sứ mệnh riêng biệt. Tuy nhiên, kèm theo những khám phá thu được, các sứ mệnh này cũng để lại rất nhiều các mảnh rác vụn trên bề mặt hành tinh. Các mảnh rác này đến từ 3 nguồn chính: phần cứng để hạ cánh của con tàu vũ trụ bị loại bỏ, tàu vũ trụ không hoạt động và tàu vũ trụ bị rơi. Từng mảnh vỡ của con tàu trên sao hỏa được xem như là một di tích lịch sử.
Tuy nhiên, việc những di tích này bị vương vãi vô trật tự đã khiến các nhà khoa học rất quan tâm vì đó là nguy cơ lớn cho các sứ mệnh hiện tại và tương lai. Một nhóm nghiên cứu đang ghi lại tất cả các mảnh vỡ trên sao Hỏa được tìm thấy. Họ muốn kiểm tra xem liệu có bất kỳ mảnh vụn nào có thể làm ô nhiễm các mẫu đất đá mà tàu thám hiểm đang thu thập hay không. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần bản tin của Hành trình tương lai ngày hôm nay. Và như thường lệ, mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Chuyên mục Hành trình tương lai ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện rất là sâu sắc. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận. Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng. Thầy có nhớ em không ạ? Thầy giáo nói, thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. Người học trò nói, em đã học lớp 3 của thầy hồi đó. Em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà. Một bạn trong lớp có một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và mách với thầy cô, người lấy cắp đồng hồ của bạn ấy. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các bạn. Em sẽ bị gọi là một thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi. Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây phút đó em thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em ra trước các bạn. Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người ăn cắp chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập đến chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp chiếc đồng hồ. Em nghĩ thầy đã cứu vớt cho danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được? Thưa thầy, em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện mà em không thể nào quên. Người thầy đáp, thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi các em, thầy cũng nhắm mắt. Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em. Thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ, mà muốn đó như là một bài học để các em rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất là thầy không nên biết người đó là ai và cũng không nên nhắc lại việc đó, vì thầy tin rằng em nào đã lấy thì sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn. Kính thưa quý vị, giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện. Giáo dục không nhất thiết phải là sự trừng phạt. Câu chuyện trên đã đúc kết lại bằng một bài học nhân văn. Là một người dẫn dắt phải biết vun sới, chứ không phải là triệt hạ. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, ta đừng nên tính toán thiệt hơn, mà hãy luôn hành xử một cách đầy bao dung, lấy thiện đãi người. Bởi vì bao dung chính là sự răn dạy uy nghiêm nhất, khiến một con người vốn không đúng mực đã hoàn lương và trở nên thiện lành, từ đó làm thay đổi cả đường đời của họ. Và để lấp đầy trong tâm với chân, thiện, nhẫn và luôn nhân hậu, bảo trì tâm thái từ bi trong mọi hoàn cảnh, thì quý vị hãy thử tìm hiểu và tập khí công xem sao. Ngoài giá trị tu dưỡng và hàm dưỡng về mặt tinh thần, thì khí công còn mang lại các tác dụng kỳ diệu với sức khỏe thể chất đến cho người tập, vén mở thêm những bí ẩn về phương pháp dưỡng sinh, tu luyện của người xưa. Trong cuộc sống hối hả hàng ngày, khí công sẽ giúp chúng ta sống chậm hơn, trẻ hóa hơn, giúp một sức khỏe tốt từ tâm cho đến thân. Và chúng ta hãy nhớ rằng, truyền đi sợi dây lương thiện, bản thân mình sẽ được thụ ích. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Quý vị hãy truy cập để hiểu sâu hơn. Bản tin sáng của Hành trình tương lai đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.